Khoảng 7 giờ ngày 28 tháng 6, tại khu vực Khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, quyền Tịnh Biên, tỉnh An Giang, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện ô tô tải biển số 50H13200 vận chuyển gần 16 tấn thịt, sườn và lưỡi heo xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc. Ô tô tải biển số 56H13200 do Nguyễn Thường, sinh năm 1986, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, điều khiển, khi phương tiện lưu thông đến khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên đã bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện tạm giữ hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe vận chuyển 1078 thùng sản phẩm thịt động vật gắn nhãn mát nước ngoài, bên trong chứa gần 16 tấn sườn heo, lưỡi heo và thịt ba chỉ lóc sườn có da không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế thường không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tan vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu, thường khai nhận vận chuyển thuê số thịt heo trên cho người phụ nữ từ thành phố Hồ Chí Minh về giao cho khách hàng tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với tiền công là 7 triệu đồng.